Chào các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách bà vẽ cái hình chiếu thứ ba khi có hai cái hình chiếu như thế này. Thì trên bản vẽ chúng ta thấy rằng gì ạ? Đây là một cái hình 3D của cái sản phẩm như thế này. Thì thứ nhất là ở bên trái đây, đây chính là hình chiếu đứng. Và ở bên phải đây chính là hình chiếu cạnh. Người ta yêu cầu mình vẽ cái hình chiếu thứ ba, đó chính là hình chiếu bằng. Thì ta thực hiện như sau. Bây giờ ta chú ý này. Đây là ta quan sát, ta nhìn từ phía trước, nhìn từ phía sau này thì ta sẽ có hình chiếu đứng này, và ta nhìn từ phía bên trái qua thì ta sẽ có hình chiếu cạnh, và từ trên xuống thì ta sẽ có hình chiếu bằng nha. Có ba cái hình chiếu và ba vị trí như thế này. Thì để vẽ được cái dạng hình này thì đầu tiên các bạn phải vẽ cho thầy các cái đường thẳng mà song song với các trục tọa độ như thế này. Các bạn vẽ cho thầy các đường thẳng song song với các trục tọa độ như thế này. Đây, các đường thẳng song song với các trục tọa độ này để chúng ta làm cái đường chúng ta chiếu ha. Tương tự như vậy, các cái điểm như này. Đầu tiên là cái đường biên đi ha, đường biên. Và thầy nhắc rồi, khi mà gặp các cái đường 1/4 thì ta giống qua nha. Đây, từ hình chiếu cạnh ta giống qua các đường 1/4 như thế này. Đó. Đấy, từ trên giống xuống, từ dưới giống lên nha, ta có như thế này. Khi cái đây thì ta sẽ có được cái vùng biên của cái hình chiếu bằng nha. Đây, vùng biên của hình chiếu bằng bây giờ thầy xóa bớt nha. Đây chính là cái hình chiếu bằng mà mình sẽ nhận được như này. Thầy gióng qua nha. Đây, thì đây chính là cái biên dạng ngoài của hình chiếu bằng ta nhận thấy. Đúng chưa? Đấy, biên dạng ngoài hình chiếu bằng. Rồi bây giờ thầy kiểm tra này. Chiều dài của hình chiếu bằng đúng bằng chiều dài của hình chiếu đứng, đây là 80 đúng ha. Và là gì ạ? Là chiều rộng của hình chiếu bằng cũng bằng là chiều rộng của hình chiếu đứng, đây là 40 ha. Như vậy ta sẽ có bức dạng người. Bây giờ này, tiếp theo này, ta nhìn xuống ở đây nhá, ở cạnh này này. Đây chính cái cạnh bên này, đây là đường nhìn thấy, và bên này ta cũng là một đường nhìn thấy, ta gióng xuống ha. Đây ta gióng xuống. Đây thì ta sẽ có hai cái đường nhìn thấy như thế này. Và đây thì ta phải vẽ bằng nét liền liền đậm nha. Đó, hai cái đường này này. Tiếp theo nha. Bây giờ là gì ạ? Cái mép này, ta nhìn qua, ở đây xuống dưới cũng có một đường đúng không? Thì ta phải gióng cái mép từ trên này xuống này. Được chưa? Ta gióng từ trên xuống. À, ta gióng xuống dưới đây, chút xíu ta cắt sau. Rồi, ở bên này cũng có một đường, đúng không? Ta cũng gióng từ bên này qua. Đó. Được chưa? Đấy, ta có hai đường như thế này. Rồi là gì ạ? Ta nhận thấy này, cái hốc mà ta nhìn từ bên này, tức là ta nhìn từ bên này mà thấu qua, đồng nghĩa với việc đây nó cũng phải có cái hốc. Thì ở đây ta sẽ phải có cái hốc nha. Thì ta sẽ phải gióng xuống này, từ trên này gióng xuống ha. Đó, gióng xuống này quá đi, chúng ta sửa sau. Rồi ta cũng gióng một cái đường ở bên này qua. Đó, được chưa? Đó, và bên này là gì ạ? Ta sẽ gióng từ cái đường 1/4 qua bên này. Rồi ta gióng các cái đường 1/4 qua nha. Đây. Đó, thì bây giờ cái gì dư thừa ta xóa trước đi nha. Đây, những cái đường dư thừa này các bạn xóa cho thầy nha. Các đường dư thừa các bạn xóa đi. Đó, đấy thấy chưa? Đã giống qua ha. Thì bây giờ ta sẽ có là gì ạ? Cái hốc này. Bây giờ ta nhìn từ trên xuống này, đây có cái hốc đúng không? Thì đây sẽ có hai cái đường. Đây hai cái đường. Nhưng mà đến cái hốc ở giữa đây nó mất đi, thế nên là gì ạ? Cái đoạn mà từ đây đến đây không có thì ta phải xóa hai cái đường này đi. Đây, ta sẽ xóa hai cái đường này đi. Được chưa? Thì từ trên này nó mất rồi, nó chỉ còn hai bên này thôi. Ta sẽ có hai cái hốc, và hai cái đường này ta có nhìn thấy không? Có đúng không? Có nhìn thấy. Và nó sút luôn, được chưa? Đây sút luôn. Còn cái bậc này này, cái bậc ngắn này thì nó chỉ có đến đây thôi, cái khoảng giữa này mất rồi thì ta cũng phải xóa đi. Như vậy là gì ạ? Là ta sẽ có hai cái đường này. Đó, ở đây chút xíu ta làm cái gì? Được chưa? Đấy. Rồi, ta kiểm tra xem cái biên dạng mình còn gì nữa không. Đó, là còn một đường nữa. Là cái đường tròn ở phía dưới này. Cái đường tròn phía dưới này này. Thì trên nhìn xuống ta có nhìn thấy không? Không, hoàn toàn không nhìn thấy đúng không? Vậy thì ta phải nét bằng vẽ bằng nét gì? Nét đứt đúng không? Thì để vẽ được cái hình tròn đó thì ta cũng gióng từ trên này xuống nha. Gióng từ trên này xuống ha. Gióng từ trên này xuống. Và ở bên này ta cũng gióng từ trên này xuống nha. Đây, phải gióng từ trên này xuống. Đó, phải gióng từ trên xuống. Rồi là gì ạ? Là khi mà nó gặp cái đường 1/4 thì bắt đầu là gì ạ? Ta vẽ từ
từ bên này qua ha, đây từ bên này qua, đây ta vẽ từ bên này qua được chưa, ta vẽ từ bên này qua, ta vẽ từ bên này qua nha. Đó, ta vẽ từ bên này qua. À, như vậy là gì ạ? À, ta thấy này, đấy nha, các bạn thấy này, cái R dưới này này nó khuất, mình không nhìn thấy được đúng không? Thì bây giờ mình phải vẽ bằng nét gì? Nét đứt đúng không? Rồi, ok, vẽ bằng nét đứt nha. Vẽ bằng nét đứt đúng không? Và cái đường này nó suốt luôn từ đầu bên này qua bên kia. À, như vậy thì gì ạ? Khi ta biểu diễn thì nó phải là từ đầu bên này qua bên kia, được chưa? Rồi, đó, bây giờ chúng ta mới làm này. Đầu tiên ta thấy là cái gì ạ? Đây chính là cái nét đứt nha. Thì chúng ta phải vẽ hai cái đường nó bằng nét đứt như thế này, được chưa? Rồi, bằng nét đứt ha. Còn ở trên đây là bằng các đường nét thấy, thì ta phải vẽ bằng nét thấy nha. Đây có thấy không? Có đúng không? Từ này có thấy không? Có luôn. Đấy, ta phải vẽ bằng nét đứt. Đó, à. Như vậy là gì ạ? Là bản vẽ của chúng ta chỉ đơn giản vậy thôi ha, và không cần phải lên kích thước nha. Đó, và không nên đứt. À, nhưng mà ở đây thấy là gì ạ? Ở đây có chi tiết của ta, có cái đường tròn. Như vậy là ở giữa đây chúng ta phải làm một cái đường tâm nhé. Ở giữa đây chúng ta phải vẽ một cái đường tâm ha. Đường tâm thì nhớ rồi, ra ngoài là 14D, nhưng mà chú ý là nó không có bị cái đường đứt là bắt đầu chạm cái đường nha. À, ta thì đây này ta phải lép đường tâm ha. Rồi để kiếm cái đường tâm nha. Chọn cái lớp đường tâm đâu. Đấy, đường tâm đây ha. Đường tâm. À, lớn xíu này ha, chỉ cho dễ đường tâm này. Đây ha, đây là chính là đường tâm. Rồi, như vậy là gì ạ? Cái bản vẽ của mình là như thế này. Thì thực tế là gì ạ? Là khi mà chúng ta thi á, thi là các bạn chỉ cần vẽ một cái hình phía dưới này thôi nha, không phải vẽ từ đó như thế này. Nhưng mà đây trong quá trình các bạn đang học á, nên mà thầy hướng dẫn cho các bạn phải vẽ theo cái trình tự như thế này. À, ta nhớ nha. Thì đối với trường hợp mà khi chúng ta bây giờ đang thực hành vẽ hình chiếu thứ ba, thì đầu tiên khi chúng ta có hình chiếu thứ nhất và hình chiếu thứ hai thì bắt đầu là gì ạ? Chúng ta vẽ các trục tọa độ này, rồi sau đó kẻ cái đường phân giác của góc thứ ba, và là gì ạ? Ta gióng từ các hình chiếu đứng này và hình chiếu cạnh sang, thì ta sẽ có các cái kích thước của cái hình chiếu bằng. Và ta nhớ là gì ạ? Là khi làm thì những cái kích thước mà thừa thì ta xóa đi nha. Đây là giống xuống. Như vậy là gì ạ? Là rất đơn giản, ta sẽ có được cái hình thứ ba như thế này, được chưa? Và là gì ạ? Đây chính là cái hình 3D của cái sản phẩm như thế này. À, đây chính là hình 3D.